Rồi, video này chào mấy bác nha. Trong từng đó con Hitachi thì giờ bên em còn con này là con cuối cùng và là cũng là một con gần như là mạnh nhất trong từng đó con. Rồi bán nốt cho nó hết nhiệm vụ ngay mấy bác nha. Coi như là loạt Hitachi này hết. Dứt điểm ở con này là con cuối cùng. Thì giá của nó là 1,6 triệu đi. Con này giờ quá hoàn thiện nha mấy bác nha. Thì bên em nhiệm vụ em sẽ hoàn thiện cho mấy bác là nắp boe này. Đó, đầy đủ hết nha. Rồi cò ga bóp cho mấy bác, con này chắn cỏ chắn kết còn rin hết Hitachi, mấy bác yên tâm. Có móc ghi đeo luôn này, móc rin của Nhật này, nó còn sáng chóe luôn. Đấy, không cần nói gì nhiều thì con này là con cuối cùng. Bác nghe tiếng máy không? Con cuối cùng rồi nghe mấy bác nha. Em nói em hoàn thành là hoàn thành. Đây chẳng có quá gá tạm thôi, để mấy bác nghe tiếng máy nó rồi em sẽ hoàn thành nó. Đây. Em nói em hoàn thành em sẽ hoàn thành. Ganti hơi to, chỉnh lại cho nhỏ lại. Rồi không nói gì nhiều nghe mấy bác nha. Em nói em sẽ hoàn thành cho mấy bác con này. Thì mấy bác yên tâm, một khi nói là đâu vô đó. Đấy, một khi nói là làm. Và hoàn thành cho nó thiệt đẹp. Có áo boe luôn nha. Nói trước luôn, có áo boe cho mấy, có áo bô luôn nha. Áo bô rin luôn nha. Nói có là có. Rồi. Thì áo bô này, nắp boe này, tay lái này, cò ga bóp này. Con này nguyên đai nguyên kiện, chắn cỏ chắn đồ con đầy đủ. Và con này là lực nhất trong từng đó con. Uy lực nhất trong từng đó con. Còn xoay 360 độ. Thì em cũng không cần nhắc gì nhiều. Trong dòng Hitachi thì gần như trong mấy dòng máy thì dòng này chống cỏ là hay nhất. Thấy chưa? Nói chúng cỏ là tuyệt vời nhất mấy bác coi này. Như này lấy gì cỏ quấn vô được. Nó không có khe hở luôn. Nó sản xuất là nó ngược lên luôn. Ngược cái chén lên lại luôn. Nên mấy bác yên tâm. Rồi không cần nói gì nhiều. Một câu một, con này thì giá cuối cùng của một con máy thì đúng 1,6 triệu rồi mấy bác nha. Đó, bao mấy bác tẹt ra. Còn mấy bác yên tâm, một khi em nói dọn lên là VIP, rửa ráy ra nữa thì nhất sách luôn. Một khi nói là phải làm nha mấy bác nha. Nói được làm được, mấy bác chốt cọc cho em 100.000. Em sửa soạn cho em nó thiệt đẹp cho mấy bác. Đâu vô đó. Mấy cắt cỏ thì nó không quan trọng. Và bao mấy bác là bao mấy rinh nha. Đây mấy bác coi này, nó còn nhớ mem luôn. Đấy, nhưng mà máy chất cực kỳ luôn. Chưa rửa mà. Em mấy bác thông cảm chứ nhiều bác kêu đủ nhìn như cục đất. Thì đó là đối với mấy bác là cục đất. Nhưng cái máy này là lực nhất trong từng đó con. Mấy bác nghe tiếng bô nó là hiểu thôi. Lực nhất nha. Thì giá nó là 1,6 triệu. Rồi ok mấy bác. Cảm ơn mấy bác đón coi video. Một em Hitachi. Cuối cùng trong cái gì? Loạt xả vốn. Cứ 1,5 triệu, 1,5 triệu. Thì con này nó đắt hơn lên 100.000. Nhưng mấy bác đã được đổi lại gì? Được đổi lại một con rất là VIP. Rất là ngon. Rồi ok mấy bác nha. Cảm ơn mấy bác đón coi video. Mấy bác đừng nhìn như này mà đánh giá cái máy. Khi nó lên nó hoàn thiện, nó hoàn thiện mọi cái thì nhìn nó mới VIP. Đấy. Còn bác nào tin tưởng được là chơi, không có gì hết. Còn em mua bán thì tùy mấy bác thôi. Bên em thì mua bán là phải cọc. Cọc 100.000 thôi. Máy đưa về mấy bác có quyền nổ thử luôn. Rồi ok mấy bác nha.